Nhưng mà khoảng cách thế hệ giữa hai người rất là xa nhau, sẽ có nhiều bất tiện đó. Có gì đâu mà bất tiện. Như gia đình em này, ở cả một đại gia đình, nên là em thấy việc ở chung đông người đâu có khó đâu. Mà nhá, nếu mà ở với mẹ ấy, mình lại còn tiết kiệm được tài chính cho hai vợ chồng nữa, không phải sao? Anh biết, nhưng mà... Em thấy là mẹ rất cần người ở chung. Em hiểu là mỗi sáng sẽ đều có giúp việc theo giờ đến, nhưng mà làm sao bằng người thân ở cùng được. Mà đặc biệt buổi tối, rất dễ xảy ra nhiều sự cố. Em thấy những lần anh về thăm mẹ, anh đều rất lo lắng đấy thôi. Thì chuyện đó với anh không khó khăn, nhưng mà với em không có dễ dàng đâu ý. Em biết là không hề dễ dàng, nhưng mà thật tâm em rất là muốn trở thành một con dâu có thể thân thiết với mẹ như con gái vậy. Để làm được điều đó ấy, thì ý tưởng ở cùng mẹ 2 năm cũng đâu phải là ý tưởng tệ. Nhưng mà vấn đề em là nhân viên hay là con gái của bạn, nó sẽ rất khác với câu chuyện em là con dâu của mẹ anh. Mẹ anh rất là khó tính, em cũng hiểu mà. Em hiểu. Em biết là mẹ rất khó tính, nhưng mà mẹ cũng là người rất chiều con cơ mà, đúng không? Điển hình là việc mẹ đồng ý cho hai chúng mình cưới nhau, không phải sao? Em nghĩ chỉ cần mình đối xử tốt với mẹ thì mẹ cũng sẽ đối xử tốt lại với mình mà. Em sẽ cố gắng làm được nhá. Anh biết rồi. Tất nhiên là anh cũng lo lắng và quan tâm mẹ anh khi mà mẹ anh đang bệnh. Nhưng mà anh thấy hơi tiếc vì hai vợ chồng mình không có thời gian để giống như một cặp vợ chồng son. Ngốc này. Không phải là chỉ cần đóng cánh cửa phòng lại thì đã là mở ra cuộc sống riêng của hai đứa mình rồi sao? Vì mẹ, em không tiếc. Nhưng mà anh tiếc. Hôm nay em đánh không bây giờ? Anh tiếc mà. Thôi, để ở với mẹ đi. Được rồi. Nhưng mà anh nghĩ sau khi cưới, việc ở đâu cũng là một vấn đề lớn. Em nên suy nghĩ thật là kỹ đi. Được thì em cứ bàn việc này với gia đình của em. Ngày mai nè, em vẫn kiên quyết với ý kiến của mình, thì anh với em sẽ đến gặp mẹ anh để bàn bạc được chưa? Thật á? Thế thì không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Ngày mai mình dừng tìm nhà nhá. Ok. Anh chịu thua em rồi đó. Em cứ như vậy làm sao anh chịu nổi? Việt Bách ơi! Sao mày to thế? Thì anh muốn nói cho cả thế giới biết, anh phải là siêu anh hùng giải cứu thế giới ở kiếp trước, cho nên kiếp này anh mới gặp được em, mới yêu em, một cô gái tốt như vậy. Đây. Ngồi ăn luôn đi em. Dạ. Ăn sáng đi ông. Xin mời. Ăn thôi cô. Con chào ba mẹ, con chào cô ạ. Vào ăn đi con. Ủa, con mới đi chơi về, sao sáng phải đi làm liền vậy? Vâng ạ. Sao dạo này bà thấy con có vẻ mệt mỏi quá vậy? Chắc là do con hơi nhiều việc bà. Nè, sò chua mà con. Cô định một lát làm sò lắc đó. Chưa ăn sáng ăn sò kiểu đó đau bao tử đó. Con thấy ngon mà. Chúa. Để mẹ xem nào. Chua rét. Chua đâu. Ăn phở đi con. Vâng ạ. Con nhỏ ba mẹ, nhỏ cô. Chị vào ăn đi. Ăn đi con. Sao dạo này bà thấy con có vẻ mệt mỏi quá vậy? Bộ cái nhà này sắp thành trại gấu trúc hay sao vậy? Một đứa thì ngáp suốt ngày, còn đứa thì bắt thăm quần vậy. Chả qua dạo này con ôn thi thôi mà ba. Ba bảo gì hả? Mắt con thâm hả? Ừ, giống như gấu trúc vậy. Thôi, đắp mặt nạ, dưỡng da rồi chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp đi em gái ạ. Vâng.
Con mời ba mẹ, con mời cô ạ. Ờ, ăn con. Mời cả nhà. Ngon quá. Alo, tôi là Hạnh đây. Đúng rồi, tôi là Hạnh, chủ quán cơm tấm Hạnh Ngọc đây. Cái gì? Quay phim à? Lên truyền hình à? Hy vọng chú có thể cho chúng tôi biết chủ đề quay phim lần này là gì không? Dạ vâng ạ. Như hôm trước đã trao đổi với anh qua điện thoại, vô tình cái nhóm phóng viên của bên em lại phát hiện ra cái mô hình mà giao hàng cho các anh shipper của quán mình là rất là văn minh và hiện đại. Chính vì thế bọn em muốn lan tỏa cái điều này cho mọi người. Vâng, nếu như điều này được lan tỏa thì cũng tốt cho đem chở hàng. Chúng tôi rất vui khi được làm điều gì có ích cho xã hội. Dạ vâng, bọn em cũng làm một cái phóng sự ngắn. Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau để chốt cái ngày, nếu mà được thì bọn em quay luôn ạ. Nhưng mà có phải chuẩn bị hay là tập dượt trước gì không ạ? Dạ không ạ, càng tự nhiên bao nhiêu thì càng tốt ạ. Nhưng đôi khi cái sự lộn xộn, cái sự bừa bãi ấy, nó lại là một nét đẹp riêng đấy ạ. Nè, bây giờ anh chốt lại đi, là muốn quay về cái việc điển hình tốt hay là về cái lộn xộn giống như cái khu chợ? Đừng có tưởng là tôi không biết nha, có nhiều phóng viên lừa đảo ha, thậm chí còn bắt người ta là cầm cái chổi tre để quét giống như là vết sâu ăn rồi đổ thừa là người nông dân làm rồi đó. Chị yên tâm, ekip của chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp, chúng tôi làm cái gì cũng có chính kiến của mình, không bao giờ làm những cái điều mà đi trái lại với pháp luật. Bây giờ tôi hỏi chị nhé, ví dụ như bây giờ bọn tôi dùng cái từ chuyên môn như là chúng tôi có một cú dolly hay là quay beauty, chị có hiểu cái gì không? Thì dĩ nhiên là không hiểu rồi. Nhưng mà tóm lại làm sao mà hình ảnh tôi đẹp là được rồi. Thôi được rồi, mình thống nhất chủ nhật tuần này tiến hành nha. Chủ nhật tuần này luôn ạ? Đúng rồi. Thế thì còn gì bằng ạ. Dạ em cảm ơn anh đã ủng hộ. Chào chị ạ. Chào anh. Bề ngoài thì coi cũng được trai, vậy mà tính tình thì không ưa chút xíu nào hết á. Ủa đạo diễn thôi mà, chứ đâu phải mẹ thiên hạ. Bây giờ mà biểu ổng định cái mức thích hợp của than á để nướng thịt thử coi ổng có biết không, còn lâu mới biết. Thực ra là ý anh ta chỉ muốn nói là mình cứ tin tưởng vào chuyên môn của anh ta thế thôi mà. Thôi thì miễn sao á, cái quán mình lên TV là được rồi. Đúng rồi anh nhỉ. Nổi tiếng ấy chứ. Anh xin lỗi. Anh không về nhà cả đêm vì cảm thấy tội lỗi à? Em đã bảo rồi, nếu lấn cấn ý, thì đừng có làm. Không. Sẽ ổn thôi em ạ. Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Kiểu gì ông ấy cũng sẽ liên lạc với anh. Phim sẽ vẫn chạy, anh hứa với em là như thế. Thôi được rồi, em phải đi làm đây. Anh về nhà đi, các con nó hỏi đấy. Tối nay thì em không có tiết dạy thêm. Em về em sẽ làm món ốc chuối đậu với lại chả lá nốt nhá. Em đi đây. Tại sao mày cứ ngu mãi thế hả Gia? Tại sao lại lấy tất cả tiền mua nhà đi mạo hiểm với tương lai của gia đình mày? Mày đúng là cái thằng vô dụng. Cứ làm bình thường thôi anh ơi, đừng ném thịt như thế, cứ làm bình thường thôi. Cơ mặt anh cứ giãn ra, làm như là hàng ngày anh làm như thế nào thì bây giờ cứ làm thế. Bình thường hả? Vâng, cứ bình thường thôi, không phải căng thẳng. Bình thường. Hai chị cứ làm bình thường thôi, đừng nhìn ra đây nhá, đừng nhìn ra.
Ôi anh ơi, thôi, cắt. Em đã bảo rồi, nói đi nói lại rồi, các anh các chị phải hết sức tập trung vào cho em thì Minh Anh nhá. Lại chúng em nhá. Cố gắng lên anh chị nhá, cố gắng mình xong sớm nghỉ sớm. Rồi. Máy xong chưa? 3 2 1 bắt đầu, lại chúng em. Vâng. Vâng đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Vâng đấy, đúng rồi ạ. Vâng. Người đẹp không? Vâng thôi cắt. Xong rồi anh ạ, cảm ơn anh chị ạ. Chuyển cho anh cái cảnh kia nhá. Làm phim khó quá. Mệt quá. Tới bà đó. Chuẩn bị. Chị chuẩn bị nhá. 3 2 1 bắt đầu. Cắt. Chị phải đúng vị trí mà chị. Biểu đi 2 bước. Tôi đã hỏi cô là cô đã biết vị trí đứng chưa thì cô bảo rồi. Thì anh biểu tôi tiến 2 bước. Cô lùi 2 bước đi. Ông chị tiến lên 2 bước. Đấy, sang bên phải 1 bước. Sang bên trái 1 bước. Đấy đó đúng rồi, đúng vị trí này nha, cô nhớ nhá. Hồi nãy tôi đứng đây mà. Cô là hay cãi lắm nhá. Tôi bảo đứng đâu thì đứng im ở đấy đi. Cô nhớ chưa? Nhớ. Lại. Chị đã hiểu chưa? Giờ lùi. Lùi lại. Xong chưa em ơi? Lại nghe tôi này. 3, 2, 1, bắt đầu. Cắt. Hai anh cười cái gì đấy? Thiếu tập trung gì cả. Tôi đã bảo là bình thường thôi. Khi nào thấy chị này mang nước ra thì mình mặt nó tươi lên một tí. Chứ không phải là nhe răng ra cười như thế. Hai anh nhớ nhá. Chị thì tốt rồi, nhưng hai anh này lại cười. Lại giúp tôi một lần nữa nhá. Rồi. Hai bước. Lùi lại một tí. Rồi nhá. Nghe này. Tất cả chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. Rồi. Cắt. Cảm ơn chị. Quá đẹp. Tôi xong chưa? Xong rồi, cảm ơn chị. Bây giờ tiếp theo nhá. Tiếp theo vẫn y như thế này. Nhưng mà là có một người đưa cơm. Chị nào đưa cơm nhỉ? Mời chị ạ. Đây em nha. Chị nghe nhớ nghe nhá. 3, 2, 1 thì chị bắt đầu cứ từ từ. Nghe khẩu lệnh của tôi đấy chị. Khi nào tôi bảo bắt đầu thì hãy đi ra nhá. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. Cắt. Khổ quá. Tôi đã bảo rồi, đừng bao giờ nhìn vào máy quay và đừng bao giờ nhìn vào tôi. Chị mang ra thái độ mặt nó tươi tắn, đưa cơm cho các anh shipper ở đây. Chị lại rồi đi. Chả hiểu gì cả, không hiểu thì phải nói ngay là không hiểu. Chị lại... Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi tôi cắt. Tôi đã nhắc chị là thứ nhất là không nhìn vào máy quay, thứ hai là không nhìn tôi thì chị lại cười. Chị cười làm cái gì? Khổ thế, cái chị lại có mỗi việc nhỏ như thế mà còn không làm được nữa thì còn làm được sao làm được chứ? Anh nói là tập trung vào đó, nhìn đủ rồi nghe. Nè, anh làm gì vậy? Anh lại mà nạt nộ quát tháo tụi tôi vậy? Anh nên nhớ là tụi tôi đang quay phóng sự giùm cho anh nha, chứ không phải là một cái diễn viên nào ở trong bộ phim của anh làm. Mà cho là có là diễn viên đi nữa, anh đừng có thái độ không hết mà nạt lộ người ta như vậy. Chị chả hiểu những cái đặc thù công việc của tôi. Tôi có làm như vậy thì mới có những thước phim sinh động, chân thật nhất để gửi đến khán giả. Khán giả người ta mới đồng ý, người ta mới chấp nhận. Ủa, đâu phải vì vậy mà muốn nạt lộ ai thì nạt, vừa phải thôi chứ. Tôi xin lỗi. Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng quá, mà cái tính của tôi cứ vào việc là tôi lại say mê, nên tôi lại quên mất. Cho nên là hơi to tiếng một tí, nên là chị thông cảm. Cái bệnh này tôi đang sửa dần dần. Ừ, biết mình sai thì sửa lại được rồi. Thời tiết nắng nóng thì tụi tôi cũng mệt, chứ tôi thấy mình anh mệt. Mình có thái độ nhẹ nhàng chút xíu đi chứ. Mệt mà ai mà không mệt. Tôi rút kinh nghiệm. Nè, uống đi. Hạ nhiệt lại. Cảm ơn chị. Bình nóng quá. Cười gì nè. Ngon thế. Thôi, em xin lỗi nhá. Chúng ta lại từ đầu nhá. Cố gắng lên chị nhá, ai cũng vất vả rồi. Một lần cuối cùng rồi là xong rồi ạ. Vâng, chị cầm giúp em cái túi cơm ạ. Vâng, bắt đầu ạ. Là bằng đấy, đứng đấy được rồi chị ạ. Anh em mình tập trung nhá.
Chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. Cắt. Quá đẹp. Cái gì? Tụi con dọn đến đây sống chung với mẹ hả? Dạ. Thật ra thì hai đứa con có đi coi nhà để thuê rồi, nhưng mà không có căn nào vừa ý hai đứa hết, nên là tụi con quyết định sẽ dọn về sống chung với mẹ cho đến khi nào em ý tốt nghiệp thì thôi. Vừa tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, tụi con có thể dùng số tiền đó để sau này mua một căn nhà trả góp. Còn về anh Bách, sẽ định là phòng của anh Bách luôn mẹ ạ. Còn về nội thất, chúng con cũng sẽ tự chuẩn bị sao cho phù hợp ạ. Mẹ đồng ý chúng con ở chung mẹ nhé. Đồng ý nha mẹ. Chắc tại mẹ bệnh cho nên tụi con muốn sống chung với mẹ để chăm sóc mẹ đúng không? Không có đâu mẹ. Thật sự là tụi con muốn tiết kiệm mà. Đúng rồi đấy mẹ. Với cả con thấy việc tìm nhà cũng chẳng dễ dàng gì, mà con với anh Bách còn hay tranh luận về vấn đề này nữa. Mẹ không muốn. Mẹ không thích. Tại sao ạ? Thì mẹ đưa ra một cái ví dụ thôi nha. Tụi con còn trẻ nè, tụi con rất thích xem phim kinh dị vào lúc nửa khuya. Mẹ thì đi hay ngủ sớm. Chẳng lẽ vì vậy á mà tụi con không xem được cái tivi to ở phòng khách? Còn nữa, với lại ở cùng con dâu, chẳng lẽ mẹ lại làm biếng không chịu làm việc? Với mẹ hay đặt đồ ăn từ bên ngoài về, con cũng thừa biết là mẹ đâu có giỏi gì cái giữa nấu ăn đâu. Mẹ sợ phải giữ hình tượng lắm con à. Thôi đi, cái mối quan hệ chúng ta đang tốt đẹp vậy nè, sẽ tan tành hết khi mà chúng ta ở chung. Mẹ, nhưng mà nếu mà ở chung ấy thì mối quan hệ của mẹ con mình cũng có thể trở nên thân thiết hơn mà. Con thực sự rất là muốn có thể như con gái của mẹ. Thôi 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 khỏi đi. Nếu như mẹ thích con gái ấy, thì mẹ đã đẻ mấy chục năm trước rồi. Tiếp tục đi tìm nhà đi, hoặc là thuê hay mua gì cũng được. Nếu thiếu tiền mẹ cho vay ha. Tưởng gì cho điều kiện mẹ có nha. Cái món này nằm trong tay của mẹ nè. Mẹ. Con, mình có thể mình treo cao chút xíu được không? Đó, cao lên. Tại vì con muốn là buổi tối á, là phải sáng rộng khắp nơi đó con. Mình treo cao chút xíu được không? Ừ, đó. Cô ơi. Ủa, cần phải quay lại cái gì nữa vậy anh? Không, xong xuôi hết cả rồi. Tôi gửi cô cái bình nước của cô, cầm giúp tôi cái, đúng là nhà cô chu đáo thật đấy. Anh làm việc vất vả cả ngày hôm nay rồi, có gì đó thì gửi qua quán anh trai tôi đi, rồi cái gì tôi qua tôi lấy. Xin lỗi, cho kiểu gì đây? Dạ, cháu xin lỗi ạ. Cẩn thận mà chứ. Dạ, vâng. Rút kinh nghiệm đi nha. Dạ, vâng. Cô có làm sao không? Tôi không sao hết. Trả anh nè. Đây, bình của cô mà. Bình của tôi. Khá quá nhỉ. Chúc mừng hai em. Với kích thước của túi thai tương đương với 6 tuần 2 ngày tuổi, đã có âm vang, nhịp tim 174 nhá. Cảm ơn chị. Sao thế? Xúc động quá à? Không sao đâu. Chị biết hai đứa đã trải qua nhiều biến cố, cứ xem như là chị chưa nhìn thấy gì. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Hai đứa cứ vui mừng thoải mái đi. À, mà em đã có vitamin bầu chưa? Nếu chưa có ấy, thì chị kê cho. Mà phải lưu ý, nếu mà nghén nghiêm trọng quá ấy, thì phải gọi điện cho chị để chị bổ sung thuốc nhá. Em cảm ơn chị nhá. Cẩn thận nhá. Anh sao thế? Xúc động quá à? Ở những chỗ đông người ấy, thì đừng có như thế nhá, xấu hổ lắm. Không sao. Chuyện bây giờ là anh chỉ quan tâm tới em và con thôi. Thật lòng anh cảm ơn em nhiều lắm.
Ơ. Anh Tấn, anh đi đâu mấy ngày hôm nay mà em liên lạc kiểu gì cũng không được đấy hả? Em đến công ty em về nhà anh không thấy. Chú cứ bình tĩnh, ngồi xuống rồi anh em mình nói chuyện được không? Anh nói đi. Chắc chú cũng đã biết chuyện. Việc dự án bị hủy là sự thật. Thế tại sao anh không nói với em một câu hả? Một tin nhắn thôi cũng được. Dù gì em đồng đầu tư với anh cơ mà. Anh không tôn trọng em à? Anh có biết bao nhiêu tiền của em dồn hết vào đây không? Sự thật là anh đã rút tiền để chữa bệnh cho con gái. Cháu mới phát hiện bị ung thư. Bác sĩ nói phải chữa ngay, may ra mới kịp. Anh qua gửi trước chú một nửa. Nửa còn lại anh đã phẫu thuật cho cháu. Nhưng chú yên tâm, anh sẽ gửi chú đủ. Thế cháu nhà anh là mấy tuổi rồi? Ca phẫu thuật như nào? Cháu 5 tuổi. Ca phẫu thuật thành công. Nhưng bây giờ cần hóa trị nữa. 5 tuổi. Tầm tuổi con bé nhà em. Con bé nhà em nó bị cái bệnh chậm nói. Mà em đã xót hết cả ruột rồi. Uống ngủ. Thôi, anh cứ cầm lấy chỗ tiền này đi, còn lo chữa trị cho cháu. Chứ bây giờ đi vay mượn thì biết vay ở đâu. Kìa, chú hiểu cho anh là anh biết ơn lắm rồi. Anh không dám nhận đâu. Anh không phải nghĩ, em cũng là bố của trẻ con thôi mà. Em hiểu. Tiền ấy, mất thì có thể kiếm lại được. Nhưng con cái nó là gia sản của mình đấy anh ạ. Cảm ơn chú. Anh nhất định sẽ gửi. Cố gắng lên nhé. Quay phim cứ phải cười miễn cưỡng. Giờ nhức hết cả hàm. Cậu đạo diễn á, tôi nướng sườn, bắt nướng đi nướng lại, khói vô lỗ mũi, muốn nghẹt thở luôn. Còn em á, thì nó cơ mặt này không cử động được. Nên mà lên hình tivi nó lại đơ thì kỳ cục lắm. À, nhưng mà các anh chị thấy không? Cái ông đạo diễn nhiệt tình phết nhờ. Nhá, ngoài cái việc làm tin của ông ấy còn hứa là sẽ dựng một bản ngắn hơn để cho cửa hàng nhà mình dùng làm hình ảnh quảng bá cái cửa hàng của mình nữa. Nếu mà cái đấy mình thuê ở ngoài làm mấy chục triệu ấy. Đúng rồi. Em thì em như vậy nè ha. Nếu mà em lên tivi mà em không đẹp hả thì nhiệt tình cỡ mấy hả cũng vứt đi. Chuẩn luôn, cứ phải đẹp đã. Đúng. Mấy người lớn tuổi phải đẹp. Alo Phương à, mẹ đây. Có gì không con? Cái Như nó làm sao? Sao? Bệnh viện hỏi sao? Ổn rồi chứ? Dạ, bệnh viện nói tất cả đều ổn. Đây, con cho ba mẹ coi hình của cháu. Ôi, cháu bà. Ui, các dì xem đi này. Để ba xem nào, xem nào. Này nhìn thì chưa biết là giống ai đâu. Nhìn bé như hạt đậu, yêu nhỉ. Nhưng mà này, bác nha là bác đăng ký luôn. Lên đồ của cháu là bác hoàn lo. Ai. Còn em, dì ý là sẽ lo trông đêm này, thay tã, các kiểu. Đổ bô luôn không?
Đồ buông. Ơ kìa. Đúng là trời Phật có mắt. Cuối cùng các con đã tọa nguyện rồi. Tuyệt vời quá, cả nhà đều mừng. Chúc mừng hai con nhé. Dạ, cảm ơn ba mẹ. Tụi con đã báo mẹ Tú Anh rồi chứ? Chắc là mẹ con vui lắm phải không? Dạ, con đã báo rồi. Mẹ con nói sẽ ráng điều trị hết bệnh sớm để có sức chăm cháu. Tất nhiên rồi, đứa bé nó xuất hiện thật đúng lúc. Ăn bên này, hai đứa đã ăn gì chưa? Đợt này con bị nghén nhưng không ăn được gì mẹ ạ. Ôi dồi ôi, đúng là con gái giống mẹ rồi. Mẹ đẻ bốn đứa, đứa nào cũng nghén nặng như thế đấy. Mà này, càng nghén ý, thì càng phải ăn nhiều vào. Mà hay là mẹ nấu cho con ít súp để con ăn cho nó dễ nhá. Súp gà đi mẹ. Thôi, bây giờ á, mẹ tụi con đã có mục tiêu mới rồi. Từ đây sắp tới á, ông già này chắc dễ thở hơn. Chúc mừng hai đứa nha. Cảm ơn chị. Vâng mẹ. À vâng, con vừa đi làm về ạ. Cái gì ạ? Như nó có thai rồi ấy ạ? Ôi dồi ôi, mừng quá. Dạ vâng vâng, mai con qua luôn ạ. Dạ vâng vâng vâng. Thôi để con cúp máy, con gọi điện chúc mừng em một câu ạ. Dạ dạ, con chào mẹ. Cái ông ôi dồi ôi. Hai đứa xuống tận đây đón bố à? Bố về về mà muộn thế ạ. Con nhớ bố à? Trời ơi, yêu quá. Bố thơm cái nào. Anh lên nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Cơm canh xong hết rồi đấy. Ừ, đi. À này. Dạ. Em biết tin gì chưa? Tin gì ạ? Như nó có thai rồi đấy. Như có thai á? Ừ, thích nhờ. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt anh nhờ. Này, mai nhà mình sang thăm em nó đi. Vâng, vâng. Thế là bọn con lại sắp có em hả? Đúng rồi. Phải sang thăm cô Như thôi. Mẹ đang nấu cháo ạ. À? Con giỏi thật đấy. Giỏi thật sự. Nhưng mà con sợ lắm. Nếu như mọi chuyện không được thuận lợi như lần trước thì sao hả mẹ? Linh ta linh tinh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con phải tự tin ở mình, tin ở mẹ chứ. Con cảm ơn mẹ. Và con cũng xin lỗi mẹ nữa. Xin lỗi cái gì chứ? Mẹ còn thấy có lỗi nhiều hơn đấy chứ. Chắc là các con phải khó khăn lắm mới xác định lại được tình cảm. Còn mẹ thì mẹ đã trút hết những tổn thương của mẹ lên đầu các con. Mẹ giận Phương cũng là giận sự vô tâm của chính mình. Không phải thế đâu mẹ. Là tại con không chịu chia sẻ. Tại con bướng, con cứ nghĩ là tự con sẽ vượt qua được. Nhưng mà khi được ở trong vòng tay của ba mẹ, nó thật sự rất ý nghĩa. Con cảm ơn mẹ. Chắc là bây giờ con có con mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ, có đúng không? Sự nhận ra của con gái luôn muộn màng mà mẹ. Thôi, cháo sắp chín rồi đấy. Con đợi một chút rồi ăn cháo nha. Hôm nay mẹ nấu cháo sườn non này với đậu. Ngày mẹ nghén nặng, bữa nào mẹ cũng ăn cháo đậu đấy. Thơm thật đấy mẹ. Thế này mà có một ít đậu tầm hành này, một ít cà muối nữa thì hết nấc. Cái con bé này sao lại ăn cà? Cà là độc lắm đấy. Nếu mà thèm quá thì mẹ lấy cho vài quả sấu dầm nước mắm. Cùng lắm thì ăn thêm vài quả sung muối nữa. Có muốn thử không? Có. Đây, xem mặn nhạt thế nào nào. Ôi dồi ôi, nóng đấy, phải thổi chứ. Từ từ. Tụt lưỡi ra bây giờ.
Nhà là nơi ấm áp, dang dọc cánh tay ra đón ta trở về. Nơi ta tồi tệ nhất nhưng lại được sự cậu đánh khẽ. Nhà là nơi nước mắt cứ tuôn rơi, không cần phải ngại, không cần lặng lẽ, không cần phải né. Học cách yêu thương chính mình, không cần phải thay đổi tính tình. Ném hết đi bao nhiêu phiền lo, niềm vui ta có sẵn, không cần ai phải cho. I want to be loved, yeah. I don't want to be hurt, yeah. Vì tình yêu đã cho đi nên nó cần phải nghĩ suy. Yêu gia đình, yêu bạn bè mà khó khăn sẽ không còn nặng nề. I want to be loved, yeah. I don't want to be hurt, yeah. Vì tình yêu đã cho đi nên nó cần phải nghĩ suy. Yêu gia đình, yêu bạn bè mà khó khăn sẽ không còn nặng nề. Về bên mẹ cha, được ăn bữa cơm ngon, được nghe những lời yêu thương. Dù lòng đang sấn đau, dù tim xót xa, cũng chỉ là cơn gió thoáng qua. Vượt qua đêm tối, tình yêu dẫn lối, con tim ngập tràn yêu thương. Tìm lại tình yêu, tìm lại những ước mơ, thêm một lần nữa yêu. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.